的言语，而我在等你，炊烟袅袅升起，隔江千万。Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Sò đây. Thì như mình đã nói thì mình đã có đặt mua quyển A4 Quân Tử Hoa từ Nhật Xuất Tiểu Thái Dương, và nó đây. Thật ra thì lúc đầu thì mình không định làm một cái video review kiểu như này đâu, nhưng mà bởi vì thật sự là có rất là nhiều điều hay ho từ cái cuốn A4 này mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, vậy cho nên là đã có video ngày hôm nay. Đầu tiên thì để giới thiệu cho các bạn thì đây là quyển A4 Quân Tử Hoa từ artist Nhật Xuất Tiểu Thái Dương, là một artist ở bên Trung Quốc ha. Thì mình có cái, nếu mình nhớ không là thì mình có cái Instagram của artist này, nhưng mà artist này thì cũng lâu lâu thì mới up lên thôi, cho nên là nếu mà các bạn nào muốn thì mình sẽ để cái info của Instagram của artist này cho các bạn ở bên dưới đây ha. Thì mình đã đặt mua cái quyển Quân Tử Hoa này hồi cuối tháng 12 vừa rồi. Đúng không ta? Đúng rồi. Cuối tháng 12 vừa rồi, và phải mất khoảng 1 tuần, à không, 2 tuần thì đúng hơn. Khoảng 2 tuần thì mình mới có được nó ở trên tay. Kiểu mình rất là chờ mong luôn ấy, bởi vì khi mà mình đặt á thì nhà xuất bản Kim Đồng, thì mình đặt ở nhà xuất bản Kim Đồng luôn các bạn. Kiểu nhà xuất bản Kim Đồng thì nói là quyển A4 này thì sẽ được ship trong khoảng tầm 24 giờ, nếu mà bạn ở nội thành, có nghĩa là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được ship trong khoảng vòng 24 giờ ấy. Kiểu mình rất là háo hức, và mình nghĩ là mình đặt hàng như vậy thì tầm 2-3 ngày sau là mình đã có hàng rồi. Nhưng không, 2 tuần sau mà có. Lý do vì sao mà mình có chậm trễ như vậy, và mình nghĩ là những cái bạn nào mà đặt hàng thì cũng sẽ gặp, một vài bạn cũng sẽ gặp tình trạng như mình, đó là bởi vì nhà xuất bản Kim Đồng tạm thời hết hàng, bởi vì cuốn này thật sự rất là hot các bạn ơi. Nó rất là hot luôn ý. Và kiểu như là thật ra thì mình cũng đặt khá là sớm, nhưng mà rất là tiếc là đã hết hàng, và mình đã phải đợi đợt thứ hai thì mới được cầm trên tay em nó. Rất là đẹp luôn. Thật sự thì mình không muốn đè cái cuốn này xuống, thành ra là mình xin phép các bạn là mình sẽ cầm nó như thế này ha. Lý do vì sao thì một lát mình sẽ nói cho các bạn nghe. Đây, một vài trang lật trước và review cho các bạn xem về độ đẹp đẽ của em nó và sự chất lượng chỉnh chu từ artist Tiểu Thái Dương. Rất là kiểu cảm thấy cực kỳ đã luôn ấy. Các bạn có thấy điều đó không? Rất là đã, rất là đẹp luôn ấy, và kiểu như là rất là chi tiết. Ok, đầu tiên thì nói về chắc về cái hình ảnh thì rất là đẹp đi, nhưng mà mình muốn nói về giá tiền. Giá tiền thì giá ở trên bìa là 179.000, tuy nhiên á, thì mình đặt ở trên Kim Đồng, và đợt nó đang vừa mới ra mắt á, thì giá của nó chỉ có 125.000 thôi, thì giá này thì chưa bao gồm phí ship ha. Đấy, ủa mình đã bao gồm phí ship chưa ta? Chà chưa, mình không nhớ nữa, nhưng mà ở trên COD thì ghi là 125.000. Bỏ qua chuyện đó đi, nhưng mà nói chung thì mình mua nó với giá là 125.000, khá là rẻ so với lại một cuốn artbook trên thị trường hiện tại. Tuy nhiên với giá rẻ như vậy, mặc dù giá trên bìa là 179 gần 80k, thì nó cũng tầm trung thôi.
kiểu. Vì vậy cho nên là nó sẽ không có được đầu tư và được chăm chút nhiều như là những cuốn artbook khác. Kiểu như là những cuốn artbook khác thì bìa nó sẽ xịn sò hơn, nó sẽ có cả tranh rời tặng kèm mình nọ các kiểu, còn quyển này thì nó chỉ có như thế này thôi. Dạ. Ok, tiếp theo thì nói về chất lượng sách đi. Chia sẻ với các bạn một xíu thì mình từng là một đứa kiểu như là sưu tầm truyện tranh ấy, thành ra là mình rất là khó tánh trong cái việc mà chất lượng về sách nè, bìa sách nè, gáy sách và chất lượng của giấy. Và mình khá là không hài lòng với bìa này của mình. Bởi vì sao? Đây, các bạn có thể thấy là nó đóng bìa không có được đẹp chút nào hết và bị nhăn nè các bạn ơi. Ở chỗ này còn có bị keo hả? Keo dính nữa nè. Rất là chán, thiệt sự. Với một cái đứa mà sưu tầm truyện tranh như mình á, thì cái bìa sách á, thật sự là một cái gọi là giống như là cái khuôn mặt của một cái quyển sách vậy, thành ra là nó cần phải được đầu tư rất là nhiều. Tuy nhiên là quyển sách này cái bìa của nó thật sự không làm cho mình hài lòng ở cái phần gáy sách nè và cái chất lượng in nữa. Ở đây thì được cái phần chi tiết tay áo này nè thì có được mạ một lớp màu ánh kim thì điều này làm cho nó rất là sang trọng. Tuy nhiên là nếu như mà nó được mạ nổi thì mình nghĩ là nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Và cái chữ quân tử hoa nè, mình nghĩ là nó cũng nên mạ màu như thế này thì nó sẽ kiểu như là sang chảnh hơn rất là nhiều. Ở đằng sau thì cũng không có gì đặc sắc hết. Kiểu như là một cái đứa sưu tập điện tranh thì khá là thích cái việc mà bìa rời và có những cái trang cán mờ ngay từ phần đầu nè. Đấy, thành ra là nhưng mà nó không có. Nó không có các bạn ơi. Nếu như mà nó làm bìa rời thì mình nghĩ là cái độ sang chảnh của quyển này sẽ tăng lên rất là nhiều và cái chất lượng của nó cũng sẽ làm cho những người cầm ở trên tay cảm thấy thích thú hơn kiểu vậy. Ok, thì ở đây thì có một cái bìa gấp ha, ở đằng sau này cũng vậy. Ở đây thì có giới thiệu về Astrid Nhật Xuất Tiểu Thái Dương là một họa sĩ có nhiều kinh nghiệm vẽ tranh minh họa với sở trường là tranh màu nước. Cùng với các kỹ thuật thể hiện dòng tranh này thì đã có nhiều kiến giải và ứng dụng linh hoạt đối với cách vẽ tranh thiên nhiên, con người và tranh cổ trang. Đầu tiên chúng ta có một trang bìa và một cái hình rất là đẹp. Cá nhân mình thấy thì nếu như mà cái hình này được in rồi và kiểu như là poster và tách ra để cho kiểu như là người mua treo lên trên tường thì nó sẽ đẹp hơn, bởi vì tấm này rất là đẹp luôn ấy. Trời ơi, tấm này theo như mình nhớ không lầm thì cũng là tấm mà Astrid Nhật Xuất Tiểu Thái Dương vẽ đại diện minh họa cho dòng cọ Mộ Tuyết, và mình đã mua Mộ Tuyết rồi các bạn ơi. Nhưng mà cá nhân mình đã không thích Mộ Tuyết, kiểu vậy, mình không thích Mộ Tuyết lắm các bạn. Đó là một câu chuyện luôn. Nhưng mà bức tranh này thật sự là rất là đẹp với những cái hiệu ứng và những cái skill vẽ màu, như là mình thấy chỗ này thì sẽ là có hiệu ứng muối nè và những cái phần đắp lớp và những cái mảng màu tả trang phục màu trắng và những cái họa tiết này kiểu oh my god, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ok, tiếp theo trang một lục. Một lục ở đây mình thấy có khá là nhiều phần nè. Từ từ một xíu. Rồi ok, có 7 phần. Ở đây thì có giới thiệu phần 1 họa cụ, phần 2 là tô màu, phần 3 là vẽ hoa, phần 4 là quân tử như mộng. Chủ yếu là phần 4 này thì chủ yếu là hướng dẫn về cách vẽ tóc tai mũi miệng, nói chung là vẽ gương mặt đó các bạn. Phần 5 thì sẽ là vẽ tranh với những loại hoa, phần 6 là sẽ kiểu như là hướng dẫn vẽ hướng dẫn về tỷ lệ các nói chung là kiểu như là hướng dẫn chì nào các kiểu. Phần 7 là một vài bức tranh của ok, chúng ta sẽ đi vào phần lời mở đầu. Rất là nhiều và mình không muốn đọc cái này. Nói chung là kiểu như là giới thiệu về nội dung của quyển sách và gửi gắm của tác giả thì nó cái kiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần họa cụ. Thì mình sẽ được giới thiệu họa cụ rất là rõ ràng ở đây. Mình không muốn review chi tiết lắm, bởi vì mình muốn các bạn mua về thưởng thức và đọc nhiều hơn. Lý do vì sao mình nói thưởng thức? Bởi vì ở trong này thì có thể là có rất nhiều bạn sẽ không thích một vài thứ ở trong quyển artbook, nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ xem quyển artbook này với một cái tâm thế là thưởng thức. Vì vậy thì các bạn sẽ xem được hết những cái đẹp, cái hay của nó hơn là các bạn xét nét nó và kiểu như là chỗ này acid vẽ xấu, không hợp tỷ lệ nó cái kiểu. Nói chung là mình luôn luôn khuyến khích các bạn xem một tác phẩm nghệ thuật dưới con mắt nhìn thưởng thức, chứ không nên là xét nét, các bạn hiểu không? Đấy, đây là những cái họa cụ nè, rồi có giấy vẽ nè. Wow, acid thì cũng vẽ khá là nhiều loại giấy. Mình đã xài giấy gì? Movan nè, Jack nè, Molin nè. Dạ, Lana thì mình cũng có xài rồi.
Nhưng mà Lana đợt đó mình xài Vân Cool hay Vân Rao gì đó mình không biết nữa. Chứ là cũng có xài khá là nhiều. Ở đây thì có những cây cọ của Astrid đã xài, những loại màu Astrid đã xài. Mình thấy có Hobin nè, Lucas, rồi Daniel Smith, Kuretake, rất là nhiều những cái loại dung dịch này nọ các kiểu. Ok, lướt sương sương qua phần màu sắc thôi nha. Vì là một đứa chuyên gia sưu tập màu cho nên là mình giữ sách cũng khá là kỹ. Mình không muốn cái phần gáy này nè nó bị gặp lại quá nhiều. Bởi vì gặp lại quá nhiều thì nó sẽ rất là dễ bị hư gáy. Và những cái trang sách thì nó sẽ rất là dễ bị bung ra. Thành ra là khi mình cầm á, mình cũng hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn nên dùng cái tay nè, một tay để đỡ cái gáy này ha. Rồi khi mình lật thì mình chỉ lật ra như đây thôi. Cái phần tay của mình á, khi mà nó đã đỡ cái quyển sách này nè thì nó sẽ ít làm cho quyển sách nó bị cong ra hơn. Đó cũng là một cách mà mình dùng để mà đọc truyện á các bạn. Như vậy thì cái gáy sách của mình nó sẽ lâu hơn và sẽ có thể sử dụng lâu hơn. Tiếp theo mình có những một vài cái kỹ thuật vẽ mà Sid đã hướng dẫn ở đây. Đây là những cái kỹ thuật rất là kiểu cơ bản luôn ấy. Mình nghĩ là những cái bạn nào mà đang là beginner thì có thể tham khảo quyển này, bởi vì mình thấy quyển này nó rất là chi tiết luôn so với một vài quyển artbook khác đến từ những tác giả kiểu như là vẽ tranh Digi. Thì những artbook của họa sĩ vẽ tranh Tradi thật sự là nó chi tiết hơn và nó làm cho mình cảm thấy mãn nhãn và thỏa mãn hơn rất là nhiều với những cái skill mà họ sử dụng và mình có thể thấy ở tranh màu nước kiểu vậy. Đây có hướng dẫn về lượng nước để pha màu luôn nè, rất là nhiều bạn hỏi. Ở đây có phần hướng dẫn hậu kỳ và Photoshop mình đó kiểu. À, Astrid thì xài Photoshop CC giống như là mình gì đó. Nhí, mình cũng xài Photoshop CC nè. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói đến Astrid, nói đến tranh minh họa cổ trang. Thì sẽ có những cái background như là hoa lá. Và ở đây thì Astrid hướng dẫn vẽ hoa rất là nhiều và rất là chi tiết, kiểu như là step by step vậy đó các bạn. Vừa hướng dẫn màu và cách tô và cách phối màu luôn các kiểu, và rất là chi tiết. Hoa thì rất là kiểu như là Astrid đầu tư từ đầu tới cuối, và cái khi mà các bạn coi thì mình nghĩ các bạn học hỏi được rất là nhiều từ hình ảnh thực tế đem vào trong tranh này nọ các kiểu. Wow, kiểu như là mình rất là thích cái skill tô màu nước ấy. Thành ra là những cái artbook nào mà liên quan đến màu nước thì mình rất là thích. Mặc dù mà nói thì đây là cái quyển artbook đầu tiên mà mình mua, bởi vì mình thì kiểu như là đó giờ thì mình thấy ít có artbook về tranh màu nước và kiểu những cái artist mà mình thích á. À, nói luôn với các bạn là mình thích cổ trang lắm các bạn, và nhất là Isui Ngũ Nguyệt, mình rất là thích những tác phẩm đó. Nhưng tuy nhiên Isui Ngũ Nguyệt là một tác giả mà một artist mà vẽ đi ghi trên máy, tuy nhiên là theo cái phong cách là vẽ màu nước. Mình nói vậy đúng không ta? Nói chung là vẽ trên máy tính, tuy nhiên là cái phong cách vẽ đó thì nó lại giống như là vẽ màu nước vậy đó các bạn. Nói vậy đi cho nó có vẻ mình không biết nữa. Mà nói chung là được hướng dẫn rất là kỹ càng luôn và rất là đẹp, từ chi tiết, từ lúc phát thảo, ý tưởng phát thảo lên màu, chọn giấy Photoshop này nọ các kiểu thì đã được Astrid chuẩn bị rất là kỹ càng và rất là đẹp luôn ý. Ôi các bạn ơi, thiệt là mãn nhãn quá đi. Kiểu cầm trên tay em nó mà mình muốn ước gì mình được như cô ấy, ước gì mình được như Astrid ấy. Tuy nhiên thì mình thì không phải chuyên theo cái mảng vẽ cổ trang như Astrid này. Thật sự các bạn sẽ thấy là Astrid này chuyên vẽ cổ trang nhiều hơn. Từ trên Instagram thì mình đã thấy được điều đó. Và trong cái cuốn này cũng vậy. Mình nhớ không lầm thì Astrid này thì cũng đã có một quyển artbook khác nữa, nhưng mà mình chưa thấy nó bán ở Việt Nam. Và nếu muốn mua thì mình phải order, hay là nó đã có ở Việt Nam rồi. Mình nhớ nó đã có ở Việt Nam rồi, nhưng mà mình không biết là mua ở đâu. Chắc là phải order. Việc vẽ hoa và các background trong tranh sử dụng hoa thì thật sự rất là phổ biến như vậy, cho nên là mỗi cái Astrid thì thường sẽ phải có vài cái loại hoa cần thiết để mà vẽ. Thì Astrid Nhật Xuất Tiểu Hoa Dương thì có hướng dẫn rất là chi tiết ở trong cái quyển artbook này ha. Ôi kiểu như là mình đang cho các bạn xem sương sương về cái quyển artbook này vậy đó các bạn ơi. Ok, mình đã lật hơi lố một xíu. Mình sẽ tới phần 4. Mình sẽ ở phần 4 này thì chủ yếu là hướng dẫn về vẽ về cái tỷ lệ.
Mình nghĩ là các bạn nên xem những cái tỷ lệ này. Mặc dù thì khi mà các bạn vẽ đã quen rồi thì các bạn sẽ không còn chia tỷ lệ nữa, hoặc là các bạn sẽ vẽ nó theo kiểu hơi phóng tác một xíu, hơi thay đổi theo cái style riêng của mình một xíu, kiểu như là thích vẽ mặt dài hơn, thích vẽ mắt to, thích vẽ mũi cao, thích vẽ mũi tẹt, các kiểu rất là nhiều. Nhưng mà về cơ bản thì các bạn vẫn phải nên học về cái tỷ lệ cơ bản nhất của nó, để mà các bạn có thể nắm được xương xương, nắm sơ sơ là cái kiểu để mà vẽ nó không bị fail quá các bạn. Thì ở đây thì có hướng dẫn vẽ và tô màu luôn nè. Ôi, đến một cái mũi đơn giản như thế này thôi mà sếp cũng hướng dẫn rất là chi tiết các bạn. Đây có hướng dẫn vẽ khá là nhiều về cái cách đi màu nó, kiểu ôi đôi môi ấy, đôi môi xương xương. Ở đây thì phần này thì sẽ hướng dẫn chủ yếu là vẽ ngũ quan này nọ, cái kiểu tóc tai rồi một vài cái liên quan. Nãy có hướng dẫn vẽ các kiểu tóc dành cho nam của theo trang phục cổ trang nữa nè. Và artist này thì mình thấy là vẽ nam khá là nhiều và vẽ rất là sắc ke các bạn ơi, rất là đẹp, đa dạng phong cách. Ôi tại sao lại dễ như vậy. Tiếp theo là phần vẽ chân dung của chủ yếu là vẽ nam và hoa. Tại sao lại gọi là quân tử hoa, thì chủ yếu quân là quân tử có nghĩa là người con trai và các loại hoa kiểu như vậy. Và artist thì vẽ step by step rất là nhiều, rất là kỹ càng, hướng dẫn chi tiết li ti đến từng cọng tóc luôn các bạn ơi. Những bạn nào là beginner thì có thể tham khảo quyển này ha, mình hết sức là recommend luôn. Chỉ có một điều mà mình không thích ở quyển ebook này chính là cái chất lượng của cái bìa và kiểu vậy. Còn giấy thì mình nghĩ là giấy thì cũng ổn đó, giấy thì theo kiểu trơn trơn láng chứ không có nhám. Mình không biết là loại giấy này thì sẽ có bị vàng theo thời gian hay không, bởi vì một số cuốn quyển truyện của mình thì nó xài cái loại giấy gì đó mà mình không nhớ, mà sau một thời gian thì nó đã bị ố vàng, mình cực kỳ ghét cái điều đó luôn. Rất là đẹp trai các bạn ơi, hướng dẫn thì rất là chi tiết và kiểu như là các bạn có thể, nếu mà bạn nào mà thích vẽ cổ trang á thì các bạn có thể tham khảo quyển này, hoặc là các bạn mà thích tô màu nước ấy thì bạn có thể tham khảo. Đây có những tranh khác nữa. À, ở đây có hướng dẫn vẽ nếp quần áo và vẽ pose các tỷ lệ lab nữa nè. Tỷ lệ của artist này thì mình thấy nó giống như là tỷ lệ vẽ của vẽ người thực ở ngoài, chứ không có phóng tác nhiều lắm như vậy. Bởi vì về cơ bản thì nếu mà phóng tác thì những cái tay chân khớp này nọ thì nó sẽ không có được đồ sộ vậy, mà nó sẽ hơi mềm và nó sẽ hơi mảnh khảnh hơn một xíu. Trời ơi, nhiều khi những cái bức tranh của artist nó còn có chèn với mấy câu thơ này nọ, kiểu kiểu lãng mạn các bạn. Đúng là theo phong cách của artist Trung Quốc thì kiểu nào thơ văn chương lai láng các kiểu. Biết bao giờ thì mình mới có được một cái app book kiểu đáng yêu và có ích như thế này đây. Mình cũng muốn làm một cái app book lắm nhưng mà mình chưa có đủ gọi là kinh nghiệm và kiên nhẫn để làm những cái step by step rất là tỉ mỉ chỉnh chu. Bởi vì các bạn biết là mỗi lần mà muốn làm step by step như thế này thì các bạn đang vẽ, các bạn đang có hứng vẽ không? Các bạn phải dừng lại chụp hình, đợi màu khô xong rồi vẽ tiếp, chụp hình đợi màu khô xong rồi vẽ tiếp, mình nói kiểu nói chung là rất là lâu. Rất là đẹp luôn. Hướng dẫn chi tiết li ti từng ly từng tí một. Và thật sự là những cái tranh này nó cũng rất là đẹp luôn. Bên dưới còn có mấy cái dòng ghi chú này nọ cái kiểu nữa. Tiếp theo là tranh toàn thân, nhưng mà tranh toàn thân này thì không có quá là nhiều đâu, ít thôi. Thì chủ yếu là cái cách sử dụng màu và những cái cách để vẽ của artist ở trong tranh. Đào am giữa chốn hoa đào, có tiên lánh bụi thỏ nào lại đây, rừng đào tiên để chốn này, ta bẻ đổ rượu vui say mấy cành. Đường dần đường bá hổ. Đúng rồi, hình như vậy. Mình không biết nữa. Ôi, nói chung thì chừng nào mình mới được như cô ấy, được như artist ấy. Mình không biết artist này là nam hay nữ, nhưng mà ước gì mình được như artist này.
Thì quyển art book này thì đến đây là hết. Các bạn thấy như thế nào? Các bạn có muốn mua quyển art book này hay không? Mình thì đã thấy quyển art book này được bán trên trang chủ của nhà xuất bản Kim Đồng nè. Các bạn có thể tìm đến và mua, hoặc là các bạn có thể liên hệ bên Tiki. Một vài shop họa cũ thì cũng có bán những cái quyển art book như thế này nè, các bạn có thể mua về để tham khảo. Nhưng mà thường thì ở trên mạng thì chỉ chụp một vài tranh kiểu đẹp thôi, chứ không có, các bạn sẽ không thể nào biết được là nó chi tiết như thế nào. Thì ở đây thì hôm nay mình đã cho các bạn xem sương sương về cái quyển art book này rồi, thì hy vọng là các bạn sẽ thích video hôm nay và sẽ suy nghĩ đầu tư thử một quyển art book như mình thử xem. Còn về cái hy vọng là về quê sau khi mà mình dọn dẹp tủ truyện của mình xong thì mình sẽ cho các bạn xem được nguyên một cái kho tàng truyện của mình. Đó là một cái tủ truyện rất là đầy, rất là nhiều truyện luôn. Hy vọng là vậy. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem về cái tủ truyện của mình nếu có thể. Thì video thì của đến đây thì cũng đã dài dòng rồi. Mình xin phép khép lại video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.